Kính thưa quý vị, bây giờ là 1 giờ 5 phút trưa thứ sáu ngày 5 tháng 10 2018. Hồi sáng này tôi đã thông báo cái nguồn tin mừng là tên Trọng Lú đã bị ám sát chết. Tin hay không là quyền của quý vị. Riêng tôi là cái nguồn tin này là do đệ tử tôi ở Việt Nam cung cấp chính xác 100%, nhưng mà tôi cho quý vị 99%, 1% rồi quý vị tự kiểm chứng đi, thời gian trả lời. Bữa nay tôi lên cái livestream này tiếp theo, lý do tại sao giờ này mà Đảng Cộng sản chưa có thông báo tên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, kim là coi như chủ tịch nước, tức là tên lên làm vua Nguyễn Phú Trọng chưa được lên ngai vàng để bị giết. Vì những lý do sau. Thứ nhất là bây giờ đó, khi mà Trần Đại Quang bị Nguyễn Phú Trọng giết, thì khi đó bị đầu độc bằng chất độc giết chết, chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng không được báo chí nhà nước loan tin liền. Sau đó mới được loan tin sau. Và khi đó tại sao ai ra lệnh loan tin? Lúc đó Nguyễn Phú Trọng còn đang là tổng, coi như là bí thư đảng. Cho nên cái quyền hành trong tay Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Phú Trọng mới đưa lệnh là coi như quốc tán cho Trần Đại Quang. Bây giờ này Nguyễn Phú Trọng kim luôn là coi như chủ tịch nước đã chết. Ai đứng ra để mà quyết định quốc tán cho cái tên vua chưa kịp lên ngai đã chết? Hiện tại bây giờ các phe phái đang thanh trừng lẫn nhau. Tôi thí dụ, phe nào dám đứng ra để mà lấy cái quyền ra lệnh cho các tờ báo, cho các đài truyền hình cộng sản thông tin Tổng Bí thư chết? Hiện tại cũng từ ở trong nước, tin từ ở trong đệ tử của tôi, có con nằm ở trong Bộ Chính trị. Họ nói rằng hiện tại Bộ Chính trị đang họp gấp, họp khẩn để quyết định xem ai là cái người sẽ thừa kế quyền Tổng Bí thư và cái chức chủ tịch nước để mà đứng ra tuyên bố Nguyễn Phú Trọng bị chết. Hiện tại theo luật của thế giới, Tổng Bí thư đảng chết, chủ tịch nước chết, thì chủ tịch quốc hội là cái bà Ngân sẽ lên nắm chính quyền. Nhưng mà ở trong chế độ cộng sản, bà Ngân bây giờ 10 đầu 9 tay cũng không dám ra nhận cái chức đó, vì bà nhận xong bà sẽ đi mua quan tài đi. Cho nên hiện giờ Đảng Cộng sản đang họp gấp, họp khẩn cấp. Tôi thí dụ, bây giờ phe Trần Đại Quang có dám lên nắm quyền không? Vì lên nắm quyền thì sẽ còn có đàn em của Nguyễn Phú Trọng. Phe Nguyễn Tấn Dũng có lên nắm chính quyền được không? Nguyễn Tấn Dũng bây giờ vẫn còn là một ghế trong 15 ghế ở Ủy viên Bộ Chính trị. Mà bây giờ phe Trần Đại Quang cũng không dám ra tiếng. Phe Nguyễn Tấn Dũng cũng không dám lên tiếng. Phe Nguyễn Phú Trọng thì như rắn mất đầu. Cho nên hiện tại cộng sản lúng ta lúng túng, giống như là nước không vua. Hiện tại bây giờ là cái thời gian tốt nhất để cho đồng bào trong nước coi như tổng xuống đường để lật đổ chế độ cộng sản. Thời gian này hỗn quân hỗn quan, cái lệnh mà đàn áp biểu tình từ tay phe Nguyễn Phú Trọng, bây giờ tên Nguyễn Phú Trọng không còn nữa. Cho nên những tên công an trực tiếp thi hành lệnh đàn áp không biết từ đâu. Còn những phe mà sắp lên để nắm chính quyền, đứng về dân tộc thì ra lệnh không có đàn áp. Cho nên hiện tại lệnh lạc không rõ ràng. Trong thời gian này hỗn quân hỗn quan, nước không có vua. Cho nên toàn thể đồng bào nhân cơ hội này hãy tiến xuống đường để mà tổng nổi dậy, để mà giành lấy cái quyền dân tộc tự quyết. Quyền dân tộc tự quyết, chúng ta quyết định số mạng của dân tộc ta. Hồi sáng này có nhiều nguồn tin, họ nói rằng Nguyễn Phú Trọng do Tàu Cộng giết. Thật ra chưa phải đâu. Nguyễn Phú Trọng đã được Tàu Cộng đứng sau lưng để mà bảo kê, để mà chiếm luôn cái ghế của Trần Đại Quang. Chưa có làm được lên vua, chưa lên ngôi thì làm sao giết được. Cho nên cái phe này là cái phe thứ nhất là phe Trần Đại Quang, thứ hai là phe Nguyễn Tấn Dũng,
Thứ ba là phe những người Việt Nam yêu nước. Chúng tôi nói phe nào cũng được. Những người giết Nguyễn Phú Trọng là những người có công. Quý vị nghĩ coi, bây giờ nếu quý vị là ở trong cái chính quyền của Việt Cộng, quý vị ai có quyền để mà tuyên bố quốc táng cho Nguyễn Phú Trọng đây? Cái người nào mà tuyên bố quốc táng cho Nguyễn Phú Trọng, người đó phải là nắm cái ghế tổng bí thư đảng, người đó phải nắm cái ghế chủ tịch nước. Nhưng mà bây giờ ai lấy cái quyền, ai có khả năng? Tôi thí dụ, dưới tay chân của Nguyễn Phú Trọng có ba người giỏi ngang nhau, nhưng mà chỉ dưới Nguyễn Phú Trọng ba cái tên này sẽ lên giành chính quyền. Nhưng mà ba tên này lên giành chính quyền có lọt qua cái cửa của Trần Đại Quang, đàn em Trần Đại Quang và đàn em Nguyễn Tấn Dũng hay không? Cho nên quý vị ơi, đây là cái thời gian không thể nào tuyên bố quốc táng. Tuyên bố quốc táng của Trần Đại Quang vì Nguyễn Phú Trọng giết Trần Đại Quang, cho nên Nguyễn Phú Trọng tuyên bố quốc táng rình rang để mà vừa ăn cướp vừa la làng. Cho nên những ánh mắt nảy lửa trong đám tang của Trần Đại Quang bây giờ đã trổ quả ra rồi. Cho nên tôi nói rõ quý vị đừng có bao giờ hỏi tại sao giờ này những tờ báo Cộng sản chưa có đăng tin coi Nguyễn Phú Trọng bị giết, những cái đài phát thanh chưa loan tin. Nhưng mà lửa không giấu được lâu. Hiện giờ đệ tử của tôi, các bà cụ, ông cụ có con làm ở trong những chức vụ quan trọng, họ nói rằng Đảng Cộng sản đang họp gấp, đang họp mặt để mà bầu lên một người thay thế Nguyễn Phú Trọng. Nhưng mà không ai dám lên hết, không ai dám nắm chức hết. Ai nắm chức ngay cái ngôi vị của Nguyễn Phú Trọng, người đó giống như leo lưng cọp. Cho nên hiện giờ 3-4 phe phái đang giành quyền lực ở Việt Nam, phe nào cũng hầm hè, phe nào cũng chờ thanh toán lẫn nhau. Đây là thời gian tốt nhất, không có thời gian nào tốt hơn. Tàu Cộng thì mất đi Nguyễn Phú Trọng, nghe kỹ, mà đàn em Nguyễn Phú Trọng bây giờ là rắn mất đầu. Rắn mất đầu, đàn em Nguyễn Phú Trọng vẫn có những tên số 2, số 3. Nhưng mà những cái tên này không tên nào chịu thua tên nào, mà chắc gì phe đánh Trần Đại Quang lại nhân dịp này lại để cho Nguyễn Phú Trọng lên nắm nữa. Mà phe nhóm Trần Đại Quang muốn nắm lại cũng chưa chắc phe Nguyễn Tấn Dũng để yên, mà phe Nguyễn Tấn Dũng chưa chắc là để yên để cho các phe kia. Cho nên hiện giờ là cái thế tam quốc chí. Ngay tại bây giờ, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là rắn không đầu. Bà Ngân, bà Chủ tịch Quốc hội có ăn gan trời cũng không dám ngồi vào cái ghế đó. Ngay cả Tổng Bí Thư, hai chức vụ quan trọng, hai chức vụ vừa Tổng Bí Thư vừa là Chủ tịch nước, tức là ngôi hoàng đế của nước Việt Nam, mà còn bị giết. Cho nên hiện giờ không thể nào ai có quyền hành đứng ra để mà tuyên bố quốc táng. Người đó phải là cái người tổng tư lệnh tối cao, người đó là phải người nắm quyền hết của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhưng mà ai, không ai có đủ khả năng giành cái ghế đó, vì hiện giờ các họng súng đang hướng về cái ghế của Nguyễn Phú Trọng. Cho nên quý vị ơi, đây là thời cơ tốt nhất. Đồng bào hãy xuống đường, đồng bào hãy quyết định dân tộc của mình, đồng bào hãy lấy lại cái quyền dân tộc tự quyết. Tên Nguyễn Phú Trọng, tay sai của Tàu Cộng, cái tên tội ác của dân tộc, cái tên mà ác chỉ sau Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh là ác 1, tên này ác 10, tên này ác với đồng bào, ác với đồng chí và ác cả với những người mà chiến sĩ sao vàng, ác với những người bộ đội. Mà quý vị, gần đây nó mới ra lệnh là tri ân các liệt sĩ Trung Quốc mà đã có công chiến đấu bảo vệ cuộc chiến coi như chống Mỹ cứu nước. Như vậy cho thấy rằng Nguyễn Phú Trọng đã lộ ngoặt nguyên hình là một tên tay sai đắc lực của Tàu Cộng. Nó chưa có một cái gì mà nó phản bội Tàu Cộng hết. Đúng ra nó vẫn có quyền tri ân những chiến sĩ gạt ma, tri ân những chiến sĩ chết trong trận chiến 79, mà nó sẵn sàng nó phủ hết. Cho nên cái ai mà giết được Nguyễn Phú Trọng, phe Trần Đại Quang cũng được, phe Nguyễn Tấn Dũng cũng được, bất cứ phe nào, ai mà trừ khử được Nguyễn Phú Trọng, người đó là anh hùng, là người ơn của dân tộc Việt Nam. Cho nên quý vị nghĩ coi, giờ này ai đứng trong cái ghế của Nguyễn Phú Trọng để ra cái quyền quốc táng cho tên Nguyễn Phú Trọng? Không có ai làm được cái chức vụ đó. Hiện giờ các họng súng đều hướng về cái ghế của Nguyễn Phú Trọng. Cho nên ăn gan trời, bà Ngân cũng không dám lên mà tiếp quản cái ghế này. Hiện tại đàn em của Nguyễn Phú Trọng thì rắn mất đầu.
đàn em Nguyễn Phú Trọng cũng không thể để mất cái ghế này. Hai cái ghế này rất quan trọng, vừa chủ tịch nước, vừa tổng bí thư đảng, coi như một hoàng đế. Nhưng mà chưa lên ngôi thì đã bị ám sát. Như vậy, Trần Đại Quang, phe đàn em Trần Đại Quang cũng không để yên để cho tất cả phe khác, phe đàn em Nguyễn Phú Trọng lên nắm cái ghế này. Và phe Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Tấn Dũng hiện giờ cũng là một cái chân ở trong bộ chính trị. Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn những lực lượng đáng sợ, không phải là không có lực lượng. Cho nên hiện tại là thời gian tốt nhất của chúng ta, những người dân trong nước, hãy chuẩn bị tổng xuống đường ngày 13 tháng 10 này. Cho nên kỳ này là cái kỳ tốt nhất, không có cơ hội nào tốt hơn. Hiện tại không thể nào các đài truyền hình không biết sẽ theo phe nào, hả, công bố hay không. Cho nên các đài truyền hình cũng chưa biết mình theo phân tàu hay là theo phe coi như là của Trần Đại Quang. Phe Trần Đại Quang thì cũng chết, mà theo qua Nguyễn Phú Trọng cũng chết, theo phe Nguyễn Tấn Dũng cũng chết, chỉ có theo đồng bào trở về với cội nguồn dân tộc. Cho nên hiện tại cái nguồn tin mà thông báo đám tang lễ cho Nguyễn Phú Trọng, không có ai ra chức vụ này cho khi tới khi tụi nó bầu xong. Chúng ta không nên chờ chúng nó bầu xong, chúng ta phải quyết định vận mệnh chúng ta xong. Chúng ta không để cho Tàu Cộng yểm trợ một tên Nguyễn Phú Trọng thứ hai. Dứt khoát, chúng ta không để cho Tàu Cộng giật dây và yểm trợ một tên Nguyễn Phú Trọng thứ hai. Chúng ta phải lợi dụng cơ hội này, không để cho Tàu Cộng chúng ta đã giết xong Nguyễn Phú Trọng thứ nhất, đừng để có một Nguyễn Phú Trọng thứ hai sẽ lố đầu lộ diện. Trân trọng kính chào quý vị và chúc đồng bào phải biết tôi nói rằng đây là cái dịp ngàn năm một thở. Chúng ta sử dụng cái quyền dân tộc tự quyết, xuống đường lập ra chính phủ do dân vì dân. Và tôi nói rõ tất cả những phe phái mà thấy rõ con đường coi như tàn bạo của Tàu Cộng, con đường tàn bạo của Nguyễn Phú Trọng, thì các lực lượng đảo chánh hãy quay đầu trở về dân tộc. Quý vị ơi, những ngày sắp tới thế nào cũng có những sự liên lạc, những cái sự connect giữa cái chính quyền Hoa Kỳ, để vì chúng ta bây giờ quân đội Hoa Kỳ, hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ đang ở ngoài khơi, và đây là cái thời điểm tốt nhất. Những cái gì tôi biết thì Hoa Kỳ còn biết rõ hơn. Đây là cái thời điểm tốt nhất, tất cả các lực lượng đảo chánh hãy bắt tay với Hoa Kỳ. Chúng ta dựa vào Hoa Kỳ, để mà nếu không có Hoa Kỳ, đây là cái dịp tốt nhất Tàu Cộng nó sẽ đưa quân vào để mà nó thông tín Việt Nam. Rất may tại Biển Đông Hoa Kỳ đã có mặt, Tàu Cộng không thể nào ngang nhiên dàn quân qua thôn chính Việt Nam. Cho nên hiện tại Tàu Cộng đang không dám vào Việt Nam vì có Hoa Kỳ ở sát ngoài Biển Đông. Và thứ hai, các phe nhóm Nguyễn Phú Trọng đàn em, Trần Đại Quang đàn em và Nguyễn Tấn Dũng cũng đang giành nhau cái ghế tổng bí thư và cái ghế chủ tịch nước. Đây là cơ hội ngàn năm một thở, chúng ta đừng có để trễ. Chúng ta hãy tổng xuống đường ngày 13 tháng 10 này, giành lấy quyền dân tộc tự quyết, quyền bầu ra một chính quyền dân chủ do dân, vì dân, phục vụ cho dân tộc Việt Nam. Cho nên chúng ta đừng để lỡ cơ hội này, để rồi Tàu Cộng sẽ lập lên một cái Nguyễn Phú Trọng thứ hai. Chúng ta không để cho Tàu Cộng có cơ hội này. Hiện tại bây giờ, quý vị nghĩ coi, đài truyền hình cũng chưa nhận được lệnh từ đâu, không dám nhận lãng quảng là bị coi như xử hình liền. Nhận phe Tàu Cộng, rủi phe Nguyễn Phú Trọng mạnh, nó sẽ cắt cổ mình. Nhận phe Nguyễn Phú Trọng, mà nhận phe không nhận phe Nguyễn Tấn Dũng, vài bữa tin Nguyễn Tấn Dũng nó còn ngồi trong ghế bộ chính trị, rủi nó nắm được cái ghế tổng bí thư, nó sẽ giết mình. Cho nên hiện giờ, tất cả cơ quan truyền thông của Cộng sản đều im lặng, không biết từ đâu mà làm. Các lực lượng công an đàn áp biểu tình thì bây giờ không dám đàn áp. Đàn áp lạng quạng sẽ bị đem xử bắn, mà không đàn áp cũng bị xử bắn. Cho nên hiện giờ tụi nó không biết làm nào hết. Chúng ta hãy lợi dụng biểu tình lúc này. Và hiện giờ tụi nó đã run sợ hết rồi. Tụi nó đang để thế yếu. Nhân dân chúng ta đang ở thế mạnh, thừa thắng xông lên. Chúng ta lập ra một chính phủ do dân, vì dân và bảo vệ dân. Trân trọng kính chào quý vị. Đó là lý do tại sao Đảng Cộng sản, Đài truyền hình Cộng sản chưa thị công bố tin Nguyễn Phú Trọng bị ám sát chết. Vì ai? Vì hiện tại chúng ta họp chưa xong, người nào mà sẽ được lên ngồi cái ghế này mà không bị phe Trần Đại Quang dứt dây, không bị phe Nguyễn Tấn Dũng dứt dây, không bị phe của Tàu Cộng dứt dây.
Đó là cái lý do mà tới giờ này Đảng Cộng sản không dám, coi như tuyên bố, các đài truyền hình cũng chưa nhận được cái lệnh rõ ràng và các tờ báo cũng không dám đăng bậy là sẽ bị cắt cổ ngay. Trân trọng kính chào quý vị, trân trọng kính chào đồng bào. Chúng ta nhân dịp này sẽ sử dụng quyền dân tộc tự quyết. Chúng ta sẽ đứng lên biểu tình đòi lại chính quyền và xây dựng lập ra một chính quyền do dân, vì dân. Trân trọng kính chào quý vị. Quý vị cứ suy nghĩ những lời thầy Thông Lai nói coi đúng hay sai. Còn cái chuyện á, Nguyễn Phú Trọng chết là 100% đối với tôi, 1000% luôn. Còn tôi cho quý vị 99%, 1% để quý vị tự kiểm chứng và tự trả lời. Tuy nhiên, tôi nói cái lý do tại sao các đài truyền hình cộng sản, các báo cộng sản không dám đăng tin. Vì bây giờ, lấy lệnh đâu mà đăng, đăng lạng hoạn là chết. Chạy theo phe của Nguyễn Phú Trọng thì phe này đã mất đầu. Chạy theo phe Trần Đại Quang thì chưa chắc Trần Đại Quang đã nắm được, rủi sau này Nguyễn Tấn Dũng lên thì sao. Mà chạy theo phe Nguyễn Tấn Dũng, rủi sau này Tàu nó trở lại, nó lập ra một Nguyễn Phú Trọng thứ hai thì sao. Cho nên con đường duy nhất là phe Trần Đại Quang, phe Nguyễn Tấn Dũng hãy bắt tay và connect với Hoa Kỳ để mà lập lên một chính phủ Việt Nam tự do không cộng sản. Trân trọng kính chào quý vị và hy vọng quý vị dùng cái trí huệ để suy nghĩ đi. Tin tôi nói là tin sự thật 100%. Và quý vị thấy rõ, hiện giờ người nào mà đứng ra để mà điều hành cái đất nước Việt Nam, để mà tuyên bố quốc tang cho Tổng Bí thư và kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã bị ám sát chết. Cho nên rất là nhức đầu. Hiện giờ Bộ Chính trị đang họp gấp, họp kín, và cái người mẹ của một vị ở trong Ủy viên Trung ương Đảng đã nói cho tôi biết, ở trong Bộ Chính trị nói tôi biết, hiện giờ chưa có người nào mà ngồi vào cái ghế đó để mà điều hành đất nước. Hiện tại đất nước Việt Nam hiện giờ rắn không đầu. Đây là cái lúc toàn dân Việt Nam nổi lên thực thi cái quyền dân tộc tự quyết, và chúng ta tổng xuống đường vào ngày 13 tháng 10 thành công rực rỡ. Trân trọng kính chào quý vị. Chúc quý vị tin tưởng vào lời nói của thầy Thông Lai, tin tưởng nguồn tin của thầy Thông Lai. Tuy nhiên, tôi cho quý vị tin 99%, còn 1% quý vị kiểm chứng đi, thời gian sẽ trả lời. Trân trọng kính chào quý vị.